cho các bạn. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một chi tiết dạng cái đế phía dưới, rồi sau khi vẽ xong sẽ ráp vào chi tiết vừa rồi. Thì đầu tiên các bạn chọn một rồng để vẽ, bấm vào trước Insert Sketch. Chúng ta lại vẽ một cái hình chữ nhật. Chúng ta lăn chuột để phóng to các bạn. Chúng ta chọn hai cạnh và cho cái thước nó bằng nhau. Ok, chúng ta cái thước nó là một cạnh là 120 đi. Ok, sau đó là chúng ta đưa cái hình này vào đường centerline, và chúng ta chọn chọn cái đường centerline và cái origin, origin để control chọn origin. Chúng ta chọn là midpoint, nó sẽ vào tâm. Chúng ta chọn feature và chút bớt hình người vẽ, chúng ta chút bớt lên 90 mm. Ok rồi, sau đó là chúng ta sẽ bỏ cua thành lòng cua fillet bán kính 10 đi. Chúng ta chọn một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh. Chúng ta chọn các cạnh của nó là chọn ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm rỗng cái ruột để chọn cái mặt, để chọn cell, rồi rỗng cái ruột chúng ta chừa lại khoảng cách là khoảng 4 ly ở xung quanh. Ok rồi, sau đó là chúng ta sẽ tạo cái g để lắp cái phòng lại. Hôm trước là rồi vẽ, hiện chúng ta thể chọn mặt phía trước đây, chúng ta vẽ chúng ta bấm no bình xuống phần tròn số 8. Chúng ta chọn cái đường này, control đường ngoài đi, đường trong người dùng off convert entity chọn đường này 2 3 4 5 6 7. Còn vật này thì và chúng ta chọn offset, offset nó khoảng là khoảng 2 ly. Xóa bên trong à, chúng ta sẽ dùng cái biên dạng vừa rồi mới vẽ. Chúng ta chút lên feature, chút nó lên khoảng 25 ly. Ok rồi, chúng ta có một cái khối, chúng ta lưu cái khối này lại, file sao chúng ta lưu lại là part 2 part 2. Ok rồi, thứ ba chúng ta sẽ lắp cái khối này và cái khối ở lesson 1. Chúng ta new, chúng ta chọn assembly. Assembly rồi, chúng ta chọn cái lesson 1 bỏ vô. Chúng ta chọn tiếp cái bậc số 2 bằng cách là insert, không có nấn instruction box, rồi là bậc số 2 bỏ vô. Rồi chúng ta sẽ lắp hai cái này lại bằng cách là insert cái main. Chúng ta chọn cái bề mặt mặt này, chụm với mặt này,
đặt cái khối lại bằng cách là chúng ta sẽ xoay xoay cái khối ngược lại. Ok, là mặt trùng mặt rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái bề mặt này song song với mặt này, chúng ta chọn song song thôi, hoặc giả là trùng mặt phía trong đi. Xóa luôn, chúng ta chọn mặt này, nó sẽ trùng mặt phía trong của cái bên này. Chọn tiếp cái mặt này, chọn với cái trong cái này. Ok rồi, chúng ta đã được một cái khối đặt giúp bạn như vậy, xong việc cũng hết. Ok rồi, cái vừa rồi chúng ta đã xây dựng xong một cái hình khối chúng ta cần. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.